À, chào mừng các bạn đến với chương trình debate online của Duy Nguyễn với Phó tướng BBT Hương Trần nha các bạn. Nay debate gì anh? Xin chào mọi người nha. Nói chung mình cũng debate nhẹ nhàng thôi chứ đừng làm mất hòa khí em ơi. Đừng em dạch phụ áo. Nữ nha anh. Đừng được hả? Phụ nữ á. Ừ, đừng dạch áo cho người ta xem lưng nha em. Thì đầu tiên vô chương trình ngày hôm nay anh đố em ấy chứ Ấn Độ nằm ở châu nào? Châu Á. Ấn Độ ta nằm ở châu Phi ba ơi. Anh nói đùa đấy à? Gì? Nói đùa à? Ủa em không biết, em không coi trend hả? Khổ ghê ấy. Trend là châu Á. À trend là châu Phi hả? Ừ, Ấn Độ là châu Phi. Trend mới giờ nó là vậy đó em. Mấy nay lo làm không hơi đâu mà lo xem drama với xem trend. Xong rồi có mấy cô giáo lên báo. Báo Vinh nó đăng thì nó là giờ cái sự gọi là nhầm lẫn từ Ấn Độ qua châu Phi cũng là ủa ờ đúng rồi Ấn Độ qua anh châu anh. Phi cũng dễ hiểu dễ thông cảm đồ nửa hả nửa bình hả bình luôn đi em rồi bột nó bốc vào mũi luôn một bình luôn hả ừ gì uống tô tô qua bình luôn thì bây giờ em thấy sao em theo em nghĩ sao ví dụ như giờ con em mà nó đi học 12 năm đèn sách đi hiểu không mà vấn đề là cái câu đấy thoát ra từ từ một đứa học lớp mấy lớp 12 với lớp mấy ủa lớp 12 mà nói nằm châu Phi á ừ thế thì thua rồi thí dụ bây giờ hết bênh bây giờ em đừng nói chuyện thiên hạ em nói chuyện con em đi thí dụ như con em mà giờ nó gõ vô châu Phi thì em có thông cảm với nó không sao mà thông cảm được châu Phi nằm tít bên kia là sao thông cảm được nhưng mà cái lập luận của cô giáo đó thì nói ngày xưa thì Christopher Colombo cũng lộn thôi Christopher Colombo cũng ngày lộn ngày xưa không có bác Google không có map ngày xưa không có bác giáo Google dục. Không có map hả ừ. Không có giáo dục hả còn bây giờ muốn gì là có sẵn trên mạng sao mà nhầm lẫn vậy được thôi này anh hỏi thôi năng nhỉ thí dụ như giờ con của Thu Hương thì Thu Hương không có thông cảm rồi đó bạn đúng rồi á cắt đè đít đè đít ra quýnh chết luôn á ba vớ vẩn con của em nó bảo là mai mốt là nó đang phân vân anh biết phân vân gì không nó nói là con đang phân vân là nên đi nước nào Australia, Ấn Độ, hay là Canada hay là Mỹ. Sao đấy? Em bảo chứ, ủa mẹ nhớ là con chưa được học mấy cái nước đó mà, con chơi game nhiều quá con biết. Sao nó không đi Ấn Độ nhỉ? Ai biết nó? Nó nói là nó đang suy nghĩ là nên là Canada hay là Australia hay là Mỹ. Thôi thôi để anh hỏi mấy bạn coi livestream đi. À, bây giờ Duy Nguyễn hỏi các bạn qua livestream nha. Thí dụ như sau này các bạn có con mà không học lớp 12 thì nếu mà con của bạn lỡ mà chọn nhầm cái vụ mà Ấn Độ nó đi qua tới châu Phi đó mà nó bị rớt luôn. Giờ chọn nhầm của nó mà rớt luôn nha. Thì các bạn có thông cảm cho con mà không? Nào nhầm ác cái trời. Mà không phải một đứa nhầm mà nhiều đứa luôn á. Ủa vậy hả? Ừ. Ghê trời. Thành hot trend trên mạng xã hội luôn mà. Học hành sao vậy? Không biết. Cái câu đó như là nó thi nó hỏi vậy nè. Nói gì à, nói chung là nó có nhiều nước. Là quốc gia châu Phi nào giải phóng gì đó. Hình như là vậy đúng không? Quốc gia châu Phi nào giải phóng gì đó. Rồi xong rồi chọn đầu tiên là Trung Quốc. Rồi xong rồi tới Nhật Bản. Xong rồi tới gì? Malacca phải không? Cái gì không phải cái gì? Cái nước gì á? Cái nước gì của châu Phi á? Xong rồi tới Ấn Độ. Nó bu vô nó chọn Ấn Độ. Tâm lý khỉ khô gì mà dở ẹt nó mẹ dở cho rồi chứ tôi ghét nhất kiểu nói chuyện này. Bé nghĩ sao chứ Ấn Độ mà quốc cho con câu ông mẹ châu Phi mà nói chuyện tâm lý. Lý chán nay tập gì anh à, tạ em tạ tập gì tập... tự nhiên cái câu nó thành ngân hàng điểm đã đời xong rồi giờ thành cái câu trend luôn 5 kg có nhiều em không Xuân Quỳnh nữa hả có nhiều em không Xuân Quỳnh nữa ông Xuân Quỳnh hả không cái chuyện, cái chuyện Xuân Quỳnh là ông hay là bà cái chuyện nhầm lẫn đó thì cũng đỡ thông cảm hơn cái chuyện Ấn Độ là châu Phi các bạn đang tập tay hả ừ giống như giờ Quỳnh Giao là ông hay là bà
rồi giờ Kim Dung là bà hay là ông, nó khó nó nhạy cảm chứ. Ví dụ như bây giờ mình nói là bây giờ mình nhầm lẫn ở cái vụ mà nhà thơ Xuân Quỳnh là đàn ông hay đàn bà thì nó cũng ảnh hưởng tới chén cơm hết á, nó chỉ là một cái bộ môn văn học thôi, em hiểu không? Còn ví dụ như bây giờ mà nhầm lẫn giờ thằng Ấn Độ là châu Phi hay châu Á rồi mốt sao bút vé máy bay má, nó ảnh hưởng tới thực tế, một cái nó ảnh hưởng thực tế. Thu Hương có đồng ý với anh không? Một cái thì nó chẳng qua là nó là thơ văn thôi, đúng không? Em có đồng ý điểm này không? Đồng ý. Hay là em nói là cái nhầm lẫn nào cũng là tai hại như nhau? Một cái nó là thực tế cuộc sống, một cái nó chỉ là tư tưởng tinh thần thôi. Rồi chốt tạ. Chíu mà vẫn phải chốt tạ nữa. Mắc. Bữa nay tăng gần 2.000 ca. Thành phố Hồ Chí Minh 1320. Kinh quá kinh. Bình Dương cũng ghê chứ, Bình Dương cộng 140 luôn. Bình Dương cũng nhiều nè, Đồng Tháp 58, Đồng Nai 37, Phú Yên 33, Long An 33 luôn. Vĩnh Long mà cũng 26 nữa. Bình Phước, Hà Nội có 7 ca. Bến Tre cũng có 2 ca nữa. Ủa Bến Tre có hả? Có. Ủa cái Euro là đáng lẽ nó tổ chức hồi năm ngoái phải không ta? Mà năm nay nó bị Covid nó dời lên năm nay hả? Chứ quá lạ, tự nhiên lạ lẽ thôi, tự nhiên 2021 còn có giải đá banh, không hiểu. Thằng Copa America cũng vậy luôn hả? Nó sẽ buồn dữ vậy trời. Sao vô thấy mọi người watching không trời? Nó bị lắc á, không đọc được comment em. Chạy ngang chỗ anh nhìn thấy con mẹt trắng dưới hầm. Ủa tao nhớ tao kéo cửa rồi sao em thấy được ta? Nói chung á, bây giờ ở nhà là ok nhất, ra đường nhìn thằng nào cũng F0 hết. Là sao đỡ. Nhưng mà mình nghĩ vậy thôi, chứ xã hội có nhiều người lắm, người này người kia hết tùm lum tá lả binh hết. Ủa, có ông nội nhiều khi mình không muốn nói chứ thật sự nó cũng ảnh hưởng gamer các bạn. Có ông đại ca kia sáng nay tập dục công viên nghe nói đồn không đeo khẩu trang mà còn chống đối nữa. Rồi xong rồi cái chuyện đó là chuyện của ổng, kệ ổng đi hen. Mà khổ một cái là báo chí nó giật tích, nó nói là gamer sáu múi. Thiệt chứ cứ bây giờ báo chí nó bú phàm gamer giả mang luôn bạn. Ông đó ông đâu đại diện được cho gamer mà chưa chắc ông là gamer nữa, đúng không các bạn? Nhưng mà vô giật tích vô gamer sáu múi đồ, gamer sáu múi rồi gì ý thức không có, nó làm cho cộng đồng có nhìn rất tệ về gamer. Thật sự nó cũng không hiểu nổi nữa, đã có lệnh cách ly như vậy mà cũng cấm đầu ra ngoài đó, mà tập mấy cái bài lên mà lên tại chỗ, không hiểu sao nữa thiệt á. Bây giờ cái chuyện nó không có lớn hay đúng không các bạn, cái chuyện nó chỉ là một cái cá nhân thôi. Nó vi phạm ok phạt hết, nhưng mà truyền thông nó giật lên, nó thành một cái hiện tượng, nó thành một cái trend của ngày hôm nay. Mình gamer nghe nhột chứ, không ít trên như Thu Hương tập còn ôm thêm một tạ kìa,
Đó, còn bạn đó bạn ra công viên tập không vậy đó, cũng tự nhiên thấy công an tới chạy bà đi. Thấy công an tới chạy bà đi, ông nội ông Dũng ông chùi mép giùm cái. Hoặc không lại thương lượng đi, dạ em lỡ dạ em ghiền quá em ngứa cơ đồ. Chứ em tập một cái thôi em xin lỗi, em nhận khuyết điểm em sai rồi, em cảnh cáo thôi, em nhắc nhở cho em về với gia đình rồi. Ráng luộc cho hai tội, tội không đeo khẩu trang nhưng tội chống đối luôn. Mệt, riết tự nhiên. Chán.